101 món ngon mỗi ngày cho gia đình, thực đơn hàng ngày cho một tháng đầy đủ dinh dưỡng, 14 món ăn giúp chị em trả lời câu hỏi hôm nay ăn gì. Trời ơi, sao mà nhiều thế này. Thưa quý vị, có bao giờ quý vị giống như Lan Hương là đau đầu khi mà tìm kiếm hay lựa chọn món ăn cho gia đình mình không ạ? Ăn sáng ăn gì, ăn trưa ăn gì, hay là ăn tối món nào? Vậy thì quý vị đừng có quên là chúng ta có chương trình Bếp Hồng được phát sóng hàng ngày vào lúc 13 giờ từ thứ 2 đến thứ 6 trên kênh VTC1. Và trở lại với câu chuyện ngày hôm nay thì chúng tôi mời quý vị sẽ cùng đến gặp một vị khách mời rất là đặc biệt trong chương trình này. Anh ấy không phải là một đầu bếp chuyên nghiệp như thường lệ. Anh ấy là một nghệ sĩ, nhạc sĩ, ca sĩ người Hàn Quốc nhưng có tình yêu với ẩm thực Việt Nam, ẩm thực Hàn Quốc và tất nhiên là tình yêu với âm nhạc nữa. Và bật mí thêm một chút, đó là có lẽ sẽ nhiều quý vị thấy anh ấy sẽ rất là quen thuộc ở trên truyền hình hay là với những tác phẩm âm nhạc Hàn Quốc và tiếng Việt. Chúng ta sẽ xem đó là ai. Quý vị, như Lan Hương đã giới thiệu trong phần đầu của chương trình thì ngày hôm nay chúng ta sẽ có một vị khách mời rất là đặc biệt, đó chính là anh Joseph Won đến từ Hàn Quốc. Và anh Won thì đã ở Việt Nam hơn 3 năm rồi. Joseph, anh có thể chào khán giả của chúng ta được không? Xin chào các bạn, tôi là Joseph Won Quyền, một ca sĩ và nhạc sĩ yêu Việt Nam, sáng tác dành cho Việt Nam. Hôm nay tôi đang nấu ăn một món ăn Hàn Quốc với MC Hương, Joffrey. Tham gia chương trình này. Lan Hương cũng đã có dịp được biết về anh Joseph Won một thời gian rồi, nhưng mà mới chỉ thấy anh ấy hát trên sân khấu thôi và biểu diễn rất là nhiều những bài hát sôi động của Hàn Quốc. Nhưng đây là lần đầu tiên mà thấy anh ấy ở trong bếp và thể hiện cái tình yêu ẩm thực của mình. Chào đón mọi người đến thăm căn bếp của tôi. Vậy thì chúng ta sẽ xem là ngày hôm nay anh Joseph sẽ mang cái món ăn gì của Hàn Quốc và những cái câu chuyện gì đến với chương trình này. Món ăn Hàn Quốc ở Hoàng Thế Quốc. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu với các bạn món súp cá minh thái. Món ăn có nguyên liệu chính là cá minh thái phơi khô tự nhiên trong nhiều tháng, theo phương thức lặp đi lặp lại quá trình đông lạnh rồi tan chảy. Đặc điểm khí hậu vùng núi cao sát biển giúp cho quá trình làm khô nhanh hơn, nhưng thịt vẫn mềm và dễ tách theo thớ. Như vậy là chúng ta sẽ có một món rất là đặc biệt, đó gọi là hoang tê cúc, đúng không ạ? Vâng. Món này thì đây là một cái cá giống như là anh Won vừa giới thiệu. Đây là một cái loại cá rất là đặc biệt của Hàn Quốc và được phơi khô vào mùa đông trong một thời gian rất là dài để tạo thêm món cái cá này. Thì không biết là cái món cá này thì nó đến từ địa phương nào hay là vùng nào của Hàn Quốc và nó nổi tiếng đến mức nào ạ? Đây là đặc sản vùng Pyeongchang thuộc tỉnh Gangwon-do, nằm ở phía đông Seoul. Năm 2018, Thế vận hội được tổ chức tại Pyeongchang và các khu vực khác của Gangwon-do. Một địa danh cũng rất nổi tiếng ở tỉnh này là đảo Nam-mi, phim trường của nhiều bộ phim truyền hình Hàn Quốc. Đảo Nam-mi thì có lẽ là rất là nổi tiếng với nhiều quý vị khán giả bởi những cái bộ phim truyền hình Hàn Quốc rất là lãng mạn, ví dụ như là Bản tình ca mùa đông chẳng hạn. Thế vận hội mùa đông năm 2018 thì cũng được tổ chức ở khu vực này và đây chính là một trong những nguyên liệu đến từ vùng Pyeongchang, Nam-mi. Quân có thể giới thiệu một chút những cái nguyên liệu ở đây chúng ta có những nguyên liệu gì ạ? Ngoài cá minh thái, chúng ta có tỏi, dầu vừng, một trong những nguyên liệu phổ biến trong ẩm thực Hàn Quốc, tôm muối. Nó khá giống với mắm tôm của Việt Nam, đậu phụ, trứng, củ cải và hành ba rô. Giống như là Quân giới thiệu thì món ăn này nó sẽ rất là tốt cho sức khỏe, đặc biệt là với những người mà phải hôm trước vừa phải uống rượu hoặc là vừa phải tiếp khách chẳng hạn, thì món ăn này sẽ giúp cho chúng ta hồi phục lại sức khỏe trong ngày hôm sau. Vậy thì ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với những cái bước đầu tiên để làm món hoang ta cúc. Hoang thê cúc. Hoang thê cúc, món súp cá minh thái. Đầu tiên chúng ta sẽ sơ chế cá khô. Như bạn có thể thấy là các sợi cá khá dài. Chúng ta sẽ dùng kéo cắt thành các miếng vừa ăn, độ dài từ 3 đến 4cm. 3-4cm là được, đúng không ạ? Bạn có thể thử. Trông thì có vẻ rất là khô và cứng, thế nhưng mà khi mà tôi cắt thử thì thấy nó rất là mềm, giống như anh Quân đã nói. Rất nhiều người Hàn Quốc yêu thích món canh cá minh thái, đặc biệt là vào bữa sáng, nhất là khi bạn uống nhiều rượu, say rượu,
thì món ăn này sẽ giúp bạn phục hồi nhanh chóng. Bản thân tôi cũng có những trải nghiệm thực tế. Về là những người mà sẽ phải uống rượu đúng không ạ? Thì quý vị cũng đừng quên là chúng ta sẽ thử món canh này. Chúng ta sẽ ngâm cá vào nước rất nhanh thôi. Để lâu sẽ làm giảm mùi vị của cá. Chúng ta như vậy là chúng ta chỉ tráng qua nước một lần rất là nhanh thôi để tránh khỏi mất vị của cá. Tiếp theo là củ cải. Chia củ cải làm hai phần và đây là phần có độ ngọt cao hơn. Do đó chúng ta sẽ dùng phần này. Như vậy chúng ta chỉ cắt nhỏ như thế đúng không? Khoảng 2cm. Bình thường thì là tôi hay gọt vỏ trước khi thái ra như thế này. Nhưng mà với anh Quân thì có lẽ là chúng ta không cần phải gọt vỏ nữa mà có thể sử dụng luôn. Thái nhỏ hành baro. Cái hành này thì cũng không phải là hành ta của Việt Nam mà là hành baro. Một loại hành rất hay được sử dụng cho các món ăn ở của Nhật Bản cũng như là Hàn Quốc. Nó cũng sẽ tạo nên cái vị đặc trưng riêng. Bây giờ là chúng ta sẽ bắc nồi lên bếp rồi. Cho dầu vùng vào chảo. Đợi dầu nóng lên, chúng ta cho cá vào xào. Mùi rất là đặc trưng với các món ăn của Hàn Quốc. Bao giờ cũng có mùi của dầu mè, dầu vừng đúng không? Dầu mè. Dầu mè. And you see the khi miếng cá chuyển sang màu vàng sẫm, chúng ta sẽ cho củ cải vào. Màu của cá bây giờ nó rất là nổi bật bởi vì nó rất là vàng, vàng óng. Và có cái sự mềm nhất định bởi vì là chúng ta đã ướp nó trong nước một thời gian rồi đúng không ạ? Mình để lửa to hay lửa nhỏ anh? Chúng ta chỉ để lửa vừa phải khi cho củ cải vào. Mình xào có lâu không anh? Xào cho đến khi củ cải có màu trong. Chúng ta sẽ cho nước xương hầm vào. Như vậy chúng ta có một cái loại nước dùng nữa. Thì không biết là nước dùng này thì làm từ gì anh? Để loại nước dùng từ xương đuôi bò và được hầm trong khoảng thời gian khá dài, chừng 8 tiếng. Anh Quân có dùng nước xương bò đúng không? Và ngâm trong và làm trong 8 giờ liền. Thế là anh phải chuẩn bị từ hôm qua à? Từ hôm qua. Hôm kia. Tôi rất vui. Tôi thấy rằng là cái điều đặc biệt là thấy cái nước dùng này á, nó có vẻ đục và lúc đầu tôi tưởng đó là sữa chứ không phải là nước dùng. Trong khi đó các cái loại nước dùng của chúng ta thì thường thiên về cái độ trong này, không có nhiều mỡ. Nước hầm xương có màu trắng ngà và rất đậm đặc. Đây mọi người có thể nhìn thấy là cái nước hầm xương bò. Và bây giờ thì mình sẽ đổ nước vào đây. Bạn cho nước hầm vào đi. Mình có dùng một số cái gia vị gì đặc biệt khi mà hầm hoặc là ninh cái nước này không ạ? Không, chỉ có xương bò thôi. Tuy nhiên bạn có thể dùng thêm chút muối nếu bạn muốn. Như vậy là vị nó rất là nguyên bản. Bởi vì là giống như anh Quân nói là chỉ có nước này và xương bò và bạn có thể ăn thêm một chút muối thôi là thành được nước dùng như thế này rồi. Giờ chúng ta cho tỏi đã băm nhỏ và một phần tôm muối để mình có thể điều chỉnh độ đậm nhạt. Cái mắm này thì vị của nó rất là khá là nặng. Quý vị có thể ngửi ngay được. Thế nhưng mà so với mắm tôm của Việt Nam thì có lẽ là mắm tôm vẫn hơi nặng mùi hơn một chút anh ạ. Cái mắm này ngoài việc sử dụng là mình cho vào trong cái nước dùng để làm tăng gia vị ấy, thì mình có thể dùng cho các món nào khác ạ? Tôm muối có thể dùng trực tiếp. Dùng chung với các món thịt. Mình có thể ăn trực tiếp hoặc là cho vào các cái thịt cuốn. Vì Hàn Quốc có rất là nhiều món cuốn. Tôi cũng muốn thử là ăn trực tiếp thêm nó như là. Tôi không nghĩ vậy. Đây là lần đầu tiên bạn nếm thử. Có lẽ bạn sẽ thấy khó chịu. Nếu mà anh Quân nói thế thì tôi càng muốn thử xem là nó như thế nào. Trời ơi, mặn quá. Siêu mặn luôn. Nên sao nó có thể mặn như vậy đâu. Vâng, rất là mặn thưa quý vị. Cảm giác như là tôi đã ăn cả một vựa muối ở trong miệng mình vậy. Đấy là lý do vì sao mà các cái món ăn khác họ dùng rất là nhiều các loại rau gói ghém. Thái nhỏ đậu phụ nhé. Thưa quý vị, ngửi thôi cũng đã thấy là mùi nó rất là ngon và hấp dẫn rồi. Có thấy cái vị nó hơi ngậy ngậy một chút của cái nước xương bò, cũng như là vị đậm đậm của cá, của tôm. Giờ thì cho đậu phụ vào, tiếp đó là hành. Vậy thì bây giờ chúng ta có thể thử nhanh một chút xem là nước dùng đã vừa miệng hay chưa. Vừa rồi đấy ạ, ngon quá.
mới thử mà thấy ngon rồi. Cuối cùng là trứng. Bây giờ chúng ta sẽ cho trứng. Và bây giờ chúng ta sẽ đảo đều lên được không anh? No. Không không. Chúng ta sẽ không đảo, như thế trứng sẽ không bị nát ra, thì trình bày món ăn sẽ đẹp mắt hơn nhiều. Khi mà cho trứng vào thì để giữ cái hình dáng và cái sự ngon mắt ngon miệng đúng không của món ăn thì chúng ta sẽ không quấy tất cả lên. Chúng ta đã hoàn thành rồi. Bát này dành cho bạn nhé. Cẩn thận. Nóng lắm đấy. Không sao. Tôi cầm được. Cảm ơn anh. Như vậy là món hoan tây cúc của chúng ta đã gần hoàn thành rồi, quý vị có nhìn thì nhìn thấy. Đang nghi ngút bốc khói rất là đẹp và rất là thơm. Chỉ còn một bước nhỏ nữa thôi là món ăn này sẽ hoàn thành. Đó, đây là bước cuối cùng đúng không anh? Cho một ít hạt tiêu cho thơm. Yeah. Black pepper. Vậy là bữa sáng của chúng ta đã sẵn sàng rồi. Cảm ơn anh Quân nhá. Bây giờ sẽ xem là vị nó như thế nào. Thường thì chúng ta ăn một thìa canh trước, rồi đến thìa cơm. Nếu mà chúng ta ăn tất cả các cái nguyên liệu ở trong bát canh này, bát canh hoang tây cúc này cùng một lúc và một miếng cơm thì không biết là vị nó sẽ như thế nào. Bây giờ tôi sẽ thử ngay ạ. Ok. Ngon không? Rất ngon anh ạ. Quý vị có thể thấy là anh em chúng tôi thì nấu món này rất là nhanh, chỉ trong khoảng từ 15 đến 20 phút. Thế nhưng mà đằng sau đó cái việc chuẩn bị nguyên liệu thì lại cả một quá trình dài. Ví dụ như là món cá này chẳng hạn thì người ta đã phải phơi và làm đông lạnh nó trong cả một năm trời để ra được cái món cá này. Hay là để có được cái nước dùng bò này thì anh Quân đã phải hầm nó trong 8 tiếng đồng hồ. Đó chính là những cái điều mà đặc biệt tạo nên nét riêng của món Hàn Quốc. Cảm ơn anh Quân rất là nhiều. Và anh có muốn nói với khán giả của chúng tôi điều gì không? Bạn là một người thích món ăn này. Tiếc quá chương trình này kết thúc đấy. Bạn là tôi mời một người lần sau. Vâng, chắc chắn rồi. Chúng ta sẽ cùng gặp lại nhau trong nhiều món khác nữa đúng không anh Quân? Đến đây thì chương trình của chúng tôi cũng xin gửi lời chào tới quý vị khán giả. Trân trọng cảm ơn Tổng Công ty Khí Việt Nam, Công ty Cổ phần PVGas đã đồng hành cùng chương trình. Đến đây thì Lan Hương và Joseph Quân xin kính chào quý vị. Xin chào. Xin chào.